của An Giang, chủ yếu là tràm. Đây cho bộ quái này. Và chim thì rất nhiều. Du lịch rừng tràm Trà Sư. Và chủ yếu là vật xám. Đấy. Quá đẹp luôn, tuyệt vời lắm. Tôi cảm ơn chú đây, chú ở Hành Dương vào đây rất lâu rồi. Cả gia đình tôi đi đây là. Đấy, các bạn xem. Chim rất nhiều. Đấy. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ngoài Bắc mà mình thế này, nhất là vào quán mà quán Lan Châu thì có lẽ là được bao nhiêu là nồi lẩu đấy rồi. Trời ơi. Chim nhiều quá. Đấy. Một vùi. Rồi để mẹ đây đây. Giờ cái này giờ mình đi dẹo quẹo cái đường này, chốt mình ra ngoài là mình chú cứ cho con đi đúng lộ trình đi chú ơi. Vâng. Tôi được một chú hướng dẫn viên và chèo thuyền là người của Hải Dương vào đây từ rất lâu rồi, cho nên chú am hiểu vùng này, chú hướng dẫn rất tỉ mỉ. Đấy, vùng này là một vùng đầm lầy nhưng mà chủ yếu là cây tràm. Chim quần tủ ở đây rất nhiều. Nào là cò trắng, vạc xám. À, không có khỉ chú nhỉ? Dạ, đây không có khỉ ạ. Đây không có khỉ. À, chỉ có cái các loại chim thôi, đúng không? Chim cò vạc thì đúng rồi. Và vợ tôi cũng tập chèo đấy, vợ tôi cũng tập chèo thuyền đấy, đúng rồi, chèo đi. Đấy. Đấy. Quá đẹp luôn. À. À, chú chèo thuyền thế này là cứ một tour thế này là hơn 2 cây số, chú chỉ được có 30.000 thôi. Cũng lao động, người lao động thì làm gì cũng vất vả, ở đâu cũng vất vả. Chỉ có người đi tiêu tiền, chứ người thu tiền thì chả được là bao. Đấy. Mái chèo khu nước trên sông, bao nhiêu tình cảm dốc lòng vào đây, đến đây cây trái sum vầy, chim muông quần tụ đủ đầy phương Nam, rất đẹp. Đến đây tôi nó muốn về vì phong cảnh đẹp không hề tìm ra, hoang sơ có thể nói là cảnh rất hoang sơ, mình như lạc vào một cái thế giới, một thế giới cổ tích vậy. Những cánh rừng có thể nói là những cái cây này mọc lên rất lâu rồi, có tuổi thọ hàng chục, hàng trăm năm. Thời chiến tranh đây thế nào chú nhỉ? Dạ, đây hồi chiến tranh đây là chưa xả, cái rừng tràm này là xả từ năm 83 tới giờ. À. Dạ, cái rừng tràm chiến tranh là chưa có. À, tức là hồi chiến tranh là người ta chưa được. Đây là cỏ, rừng cỏ thôi. Tức là nhưng mà mình chưa có, chưa khai thác, nhưng mà hồi đó vẫn có rồi chứ nhỉ? Dạ, vẫn có rồi mà, nhưng cỏ không à? Đúng rồi, chỉ là rừng cỏ. Rừng cỏ thôi, cây cỏ luôn. Hồi đó có lẽ biệt đồng ở trong này. Ờ, chắc là có thể hồi đó các cô chú biệt đồng hoạt động trong khu rừng này. Mà trong khu rừng này thì Mỹ có đi càn, Ngụy có đi càn cũng chịu chú nhỉ. Đấy, nhìn cây cối thế này. À, con cảm ơn chú rất nhiều. Đưa con đến thăm đất vườn phương Nam. Thực ra đời người, mỗi con người may lắm thì có một vài lần được đi như thế này thôi. Bởi vì mình bỏ ra một khoản tiền cũng không hề nhỏ. Có thể là có người chỉ làm lụng dăm ba năm, nhưng có người cả cuộc đời mình mới tích lũy được một khoản tiền nho nhỏ. Nhưng dù tích lũy được bao nhiêu thì cũng cố gắng đi một lần để biết được đất nước mình nó đẹp, nó hùng vĩ, và nó có một cái nền văn hóa
rất đậm đà Việt Nam, đẹp quá. Thôi mình chấm dứt quay tại đây để mình thưởng thức cái cảnh đẹp ở đây. À đây có hoa sen, đúng rồi. Này, chia sẻ lên nhóm rồi trực tiếp. Tắt thế nào nhỉ? Tắt bình thường.